Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình Family của Ấy Cá. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá những tập truyện tiếp theo đến từ nhà xuất bản trẻ, nhà xuất bản Kim Đồng và của Binomori Mangan nha các bạn. Đây là một số chuyện mình sẽ tiến hành review lần này. Chúng ta sẽ có là 3x3 A cô bé ba mắt, rồi cuộc sống học đường phiên bản đặc biệt tập 4, Alien in Borderland tập 9, Hoàng Quốc Viên tập 26, 666 Sa Tăng tập 15 và Nhất Quỷ Nhiều Ba thứ ba vẫn là Tatagi tập 14 nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới. Nếu video này sau một tuần đạt được 1.000 view, mình sẽ dành tặng cho 10 bạn, mỗi bạn một cú bất kỳ trên màn hình nha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe và comment một con số hết phía dưới nha. Và bây giờ mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua các tập truyện trước khi mình review chi tiết hơn nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá tập 15 của 666 Sa Tăng nha các bạn. Đây là cái bóc mát được tặng kèm theo tập 15 này. Khá là cứng cáp nhưng mà có vẻ giống như cái trước vẫn nhỏ nha, mình vẫn ước cái bóc mát lớn hơn các bạn. Đây bị rời của 666 Sa Tăng tập 15 nha các bạn, được kháng bóng. Hay giá tiền của như thế nào 30.000 ha, cá bóng nhìn sò. Và đây giới thiệu về tập 16 của 666 Sa Tăng. Ở đây bì keo bên trong là bì keo bình thường nha, trắng đen. Bên trong được chi tiết bình thường luôn, cũng không có trang màu nào hết nha các bạn. Nội dung của tập 15 kể về để nhìn lại Ruby, cả nhóm cùng xâm nhập căn cứ của chính phủ. Một trong số những thích khách được chính phủ phái tới là anh trai đã biệt tích của Mi. Trước thái độ lạnh lùng của anh ta với em gái, cú đấm của Bond đã khẳng khái vung lên. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số phía dưới nha. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.